Hi, chào các bạn. Hôm nay là ngày cheat day của mình. Thì mình sẽ đi ăn cùng với chị em mình ha. Lâu lâu hai lúa lên Sài Gòn. Bây giờ là đang chờ mấy này đang tự sướng. Hôm nay là mình đi ăn thịt nướng. Đấy. Đây là chị lớn nè, đây là em Út nè. Đó. Đấy. Chạy xe một tiếng để lên đây ăn. Chỗ đây là lần đầu tiên mình lên luôn. Đấy. Thì đang chờ cho chụp hình cho chiêu chiêu chút xíu. Lâu lắm rồi mình mới quay cái dạng như là vlog như thế này. Mình ngoài đi tập ra thì cuộc đời mình rất là buồn tẻ, mình ít đi ăn ngoài, cho nên hôm nay là mình đi chơi với chị em mình chút xíu. Xong chưa? Út đang lấy ban chan nè. Hết dung lượng rồi, nãy giờ quay cứ bị ấy hoài luôn. Ờ đúng rồi, ngồi vậy đó Nhi. Quay lấy đồ ăn đó. Đó, nó vào cái tàu, nó vào đồ ăn cho tụi mình đó. Đây mình ăn sushi. Sushi chỗ này cũng ok. Nhiều lắm. Quá trời. Thì nó hơi có mùi chút xíu, mùi cù á. Đây là cách mình ăn thịt nướng nha. Củ hành này. Gẹo mọi người vậy thôi chứ. Thịt một bàn, ai muốn ăn nhiều ăn. Nhưng mình ăn đó mình phải ăn miếng bự đó mình nhai nhìn cho nó đã. Tại vì sáng giờ mình chưa ăn gì hết mọi người. Ví dụ như hôm nào mà mình muốn đi ăn đó là ngày đó mình sẽ không ăn gì hết. Mình chỉ ăn một bữa đó. Mình chờ để mình đi ăn được. Nói vậy thôi chứ mình cũng chả ăn được nhiều đâu. Tại vì khi mà mình đang đói thì mình ăn, mình thấy mình ăn nhiều chứ. Ăn có nhiều đâu, cũng vậy à. Tại vì lâu rồi không có đi ăn với chị với em cho nên là quay đi video ghẹo ghẹo chơi vậy thôi chứ. Ăn gì nổi hết mọi người. Thật cứ ăn hết dĩa này đem dĩa khác ra, hết dĩa này đem dĩa khác ra, ăn có bao giờ hết đâu. Không. Ngày nữa. Có, chị mình nó đi là nó chỉ ngồi vậy thôi đó. Ngồi để cho có tủ. Đó. Đi ăn mà có gái đẹp phục vụ tới tận dĩa đúng không? Ăn hết rồi nó cứ ra thịt nữa nè. Đấy.
từ đầu mùa tới cuối mùa bấm điện thoại không. Bây giờ là mình toàn ăn thịt không là thịt không. Thì mình đi vô thì nó bốc mấy cục sushi. Như kiểu là nó chưa từng ăn được ăn sushi. Nhi, dạo này mập lắm rồi, đừng ăn nữa. Bỏ xuống đi đừng ăn nữa. Chính rồi. Thấy không? Thịt ra ăn liên lẹ. Gắp ra đi, thịt thịt khác hết rồi kìa. Nhạc cái bên lớn. Cho nó ác cái nhạc. Thấy không? Nó bấm mít. Thế rồi, tan tiệc. Chưa có no lắm nhưng mà mình dừng ở đây mình không ăn nữa. Ăn nhiều quá một hồi nó sẽ bị như đâu. Nãy giờ là ăn cũng mười mấy cái này rồi nè, nhưng mà ta dẹp hết rồi. Đó. Bao nhiêu? Bao nhiêu dĩa thịt? 12 dĩa hả? 12 dĩa thịt. Có cái receipt ở đó không? Đi bộ chút đi cho tiêu cơm xíu. Mới ăn xong. Đây là mình, ba chị em mình vừa mới ăn xong. Thì ba phần ăn đó là với lại nước uống đồ đó. Họ để là 40 đồng một người ha. Thì ba người đó là 4, 3, 12, 120 với lại nước nữa là 135 đồng.
họ tự add tiền tiền tip vào đây 22 đồng luôn. Thì ăn là tổng tiền tổng cộng là 158 đô. Nói chung thì với cái thời buổi bây giờ thì đi ăn ở đâu giá này cũng là giá ok, không mắc mà cũng không rẻ. Hai đứa kia ở trong kia. Hai đứa kia nó đang vô mua, thôi mình cũng vô mình chơi tụi nó. Thì mình vừa drop hai đứa nó xuống, mình thả hai đứa nó xuống nhà. Bây giờ thì mình đi về. Thì từ nhà mẹ của mình về tới nhà mình là 15-16 phút nếu mà không kẹt đèn xanh đèn đỏ. Thôi ha, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình tới đây. Và hẹn gặp lại mọi người vào một cái video tiếp theo. Bye bye.